mà làm. Âm dương của ta đây. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay cùng lúc ta có được ba học trò, Âu cũng là cái duyên của ta. Các trò ta có lời muốn nói. Trong thiên hạ có tới ba pho sách, nhưng ta chỉ có một pho sách mà thôi. Nếu sau khi các trò học xong pho sách của ta thì đi tìm thầy khác có đủ ba pho sách để học. Tuy vậy, các trò theo ta học thì phải siêng năng chăm chỉ, không được lười biếng. Nhưng mỗi trò phải đeo vào người con ốc roi này. Ta cũng nói với các trò điều này. Ốc roi này nếu một khi đã đeo vào thì mãi mãi sẽ không thể lấy ra được. Nếu các trò đồng ý thì hãy đeo lên cổ. Trong ba trò, hai trò Lễ và Nghĩa ta đã đặt tên cho. Còn trò, ta sẽ đặt tên cho trò là Nhân. Nhân là chữ đứng đầu trong ngũ thường. Đó là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tính. Các bậc thánh hiền cũng lấy đó để rồi răng mình. Ta cũng mong trò lấy lẽ đó mà noi theo. Quan quan thư cương. Quan quan thư cư. Tại Hà Chi Châu. Tại Hà Chi Châu. Các trò đọc theo ta lần nữa nha. Quan quan thư cư. Quan quan thư cư. Tiểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Quân tử hảo cầu. Các trò ngừng tay. Ủa, nghỉ thầy. nghỉ tụi bay. Các con theo học ta tính ra cũng đã hơn 3 năm rồi. Hôm nay ta muốn thấy ốc roi để đánh giá sự học tập của các con. Các con mau lấy ốc roi của mình ra cho ta xem. Vậy là hơn 3 năm qua, con không có chút tiến bộ nào. Ngược lại ngày càng tệ hơn. Ta thấy con có học cũng uổng công thôi. Con không cần theo ta học làm gì nữa. Con nên nghỉ đi thì hơn. Thầy,
Nhìn gì? Cười cái gì? Bộ hay lắm hả? Hả? Nghĩ hả? Thầy, giờ thầy muốn đuổi tôi đúng không? Tôi không cần đợi thầy đuổi đâu. Thầy yên tâm đi, tôi ra nông nổi này là do cái cách thầy dạy dỗ với tôi đó. Tưởng cái gì? Cứ một pho sách thôi là phải ghê. Kể từ đài về sau nha, tôi không có muốn học thầy nữa. Tôi về, tôi sẽ kêu cha tôi mướn thầy khác dạy cho tôi. Ở đó chắc chắn người ta sẽ có đủ ba pho sách trong thiên hạ để dạy cho tôi. Không học nữa. Trả đây nè. Thầy làm cái gì tôi vậy? Tôi không học thầy đúng không ạ? Thầy tháo nó ra cho tôi đi. Ta không làm gì anh hết, chỉ có ốc roi trừng phạt anh thôi. Trước khi anh theo ta học, ta đã nói rõ điều này. Ốc roi một khi đã đeo vào thì mãi mãi sẽ không thể lấy ra được. Ta cũng không giúp được gì cho anh đâu. Tôi không cần biết. Thầy nhất định phải tháo nó ra cho tôi. Tháo ra cho tôi. Được rồi, thầy chờ đó. Tụi bay nữa, tụi bay nha, nhớ chờ tao, nhớ chờ tao. Thầy ơi, thầy ơi. Anh để đây cho tôi, anh xuống coi siêu thuốc đã được chưa. Thuốc xong rồi đây. Anh đỡ thầy lên giùm tôi đi. Thầy ơi, thầy ngồi dậy ra uống thuốc cho mau hết bệnh nha thầy. Thầy ra uống thuốc nha thầy. Mấy hôm nay ta đổ bệnh, hai con phải vất vả làm phiền hai con quá. Thầy đừng nói vậy. Cảm ơn dạy dỗ của thầy, suốt cuộc đời này tụi con cũng không thể nào trả hết được. Một chút khó nhọc như vậy có đáng là bao đâu thầy. Thầy cứ yên tâm tịnh dưỡng, thầy ráng uống thêm thuốc, con nghỉ vài hôm nữa thầy sẽ khỏi mà. Ta biết bệnh của ta, ta linh cảm đã đến lúc ta sắp đi theo các bậc thánh hiền rồi. Các con đừng nhọc công nữa. Thầy, sao thầy lại nói như vậy? Thầy còn khỏe lắm, thầy chưa ra đi được đâu. Thầy đừng nói như vậy. Thầy đừng có làm cho tụi con lo sợ nha thầy. Ý trời đã định, không cãi được đâu các con à. Tâm nguyện cuối cùng của đời ta là mong thấy hai con chạy kinh, lên đường ứng thí và đỗ đạt. Xin thầy an tâm, tụi con ngày đêm vẫn chăm chỉ rèn luyện, tụi con sẽ không phụ lòng thầy đâu. Tụi con sẽ thi đỗ kỳ thi này mà thầy. Lúc các con mới theo ta học, ta nói chỉ có một pho sách. Thật sự đến nay ta đã truyền dạy cho các con đủ cả ba pho sách rồi. Các con vừa có chí, vừa có tài, lại là người nhân nghĩa,
học được 3 bộ sách trong thiên hạ. Ta tin sau này các con sẽ là những người có hữu ích. Thầy thật tốt với chúng con. Thầy đã âm thầm truyền 3 kho sách cho tụi con mà tụi con không hề hay biết. Ơn này không biết đến khi nào tụi con mới đền đáp được. Các con đừng nói gì ơn nghĩa với ta hết. Chỉ cần các con thi đậu kỳ thi sắp tới là thầy đã vui lòng rồi. Xin thầy yên tâm, nhất định tụi con sẽ có tên trong bảng vàng. Còn kìa, còn việc này nữa, ta muốn dặn dò hai con. Tài sản quý giá của đời ta chỉ có 3 kho sách đó. Sau khi thầy nhắm mắt, các con hãy giữ gìn cho cẩn thận để còn truyền lại cho đời sau. Chúng con xin ghi nhớ lời thầy dặn. Nhưng mà thầy ơi, sao thầy cứ nói chuyện nhắm mắt ra đi hoài vậy thầy? Thầy đừng nói như vậy nữa, chúng con lo đó thầy. Mấy hôm nay ta có linh cảm điều này rất rõ. Chắc có lẽ ý trời là số ta tới đây đã tận rồi. Thôi, thầy muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Hai con cũng mệt lắm rồi, hai con hãy về nghỉ ngơi đi. Dạ. Thầy nằm xuống đi thầy. Về đi hai con. Hôm nay thầy sao vậy ta? Thầy toàn là nói chuyện chết chóc không à? Lúc nãy thầy nói chuyện với anh em mình giống như là thầy đang chăn trối vậy. Anh có thấy vậy không? Tôi cũng thấy như vậy nữa. Thầy làm cho tôi thấy lo quá. Chắc là anh cũng mệt rồi. Hay là anh về nghỉ ngơi đi. Còn tôi sẽ ở lại đây để chăm cho thầy. Như vậy sao mà được? Tôi thì đi về nghỉ ngơi, còn anh ở lại lo cho thầy. Tôi như vậy coi sao mà được. Được sao không được, tôi vẫn còn khỏe. Tôi thấy anh có vẻ mệt lắm, cứ về nhà nghỉ đi. Còn thầy ở đây tôi lo cho thầy được mà. Nhưng mà... Không có nhưng gì cả. Anh mệt cứ về nghỉ ngơi đi. Nhưng mà... anh sao vậy? Sao tôi chóng mặt quá. Anh có sao không? Hả? Anh Nghĩa, anh sao vậy anh Nghĩa? Tỉnh dậy đi, cháy nhà rồi. Anh Lễ, đi cứu thầy kìa. Tỉnh dậy đi. Hả? Cứu thầy. Cứu thầy. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi. Dậy thầy ơi. Dậy đi thầy ơi. Nhà mình cháy rồi thầy ơi. Để tôi cõng thầy. Anh đi xuống cứu kho sách của thầy đi. Nhanh lên. Quá này trời, thiệt là tức. Không có hai cái thằng kỳ đà, kỳ nhông, kỳ cục nó cãi mũi là cái lão thầy đồ nó cháy thành tro rồi. Vậy bây giờ còn rước lão về cung phụng nữa chứ. Không được. Không được, không được. Không được. Ta nhất là sẽ không bỏ qua vụ này đâu.
Thầy thấy trong người như thế nào rồi thầy? Số ta tới đây là tận. Các con cũng cố hết sức rồi, đừng vì ta mà nhọc công nữa, vô ích thôi. Sau khi thầy mất, các con cũng đừng đau buồn. Kỳ thi sắp tới rồi, hãy tập trung sức lực để lo luyện ôn mà lên kinh ứng thí. Các con, dạ, các con cho ta xem ốc roi của các con đi. Dạ. Ốc roi của các con càng ngày càng tỏa sáng rực rỡ. Ta có thể ngậm cười nơi chính suối được rồi. Kìa thầy. Thầy. Thầy ơi. Thầy ơi thầy. Thầy có sao không vậy thầy? Các con có biết vì sao ốc roi của Lễ thì màu trắng, còn ốc roi của Nghĩa thì màu hồng không? Tại sao vậy thầy? Con còn giấu ta làm gì nữa hả, con gái? Xin thầy tha tội, chỉ vì con ham học chữ quá nên mới cải trang thành nam nhi để được theo học thầy. Ta không trách tội gì con hết. Thật ra ta biết con là con gái giả dạng nam nhi từ lâu rồi. Nói vậy anh, cô là con gái à? Hèn gì là sao hả Lễ? Con không hài lòng khi biết chuyện này sao? Không phải hằng ngày ta đều thấy con và Nghĩa thường quấn quýt bên nhau hay sao? Ta thật có phước khi có hai đứa học trò như hai con. Nhưng ta tiếc rằng không thể được nhìn thấy hai con nên vợ thành chồng rồi sinh con đẻ cái cho ta ẵm bồng được nữa. Sau khi hai con lên kinh ứng thí, chuyện của Nghĩa giả trai tuyệt đối không được để lộ ra, nếu không thì phải phạm tội chết. Vì phép vua, con gái không được đi thi. Trong số sách các con đã cứu, có một cái hộp. Lễ. Dạ. Mau mang lại cho thầy. Dạ. Thầy ơi, có phải hộp này không thầy? Đúng rồi, con mở ra đi. Đừng theo vết xe đổ của ta. Ta đã triệt làm một tên nghịch đồ. Ta cứ ngỡ sẽ chuyển hóa được hắn, nhưng ta đã lầm. Hắn sẽ còn gây tai họa nữa. Các con hãy nhớ cẩn thận nha. Các con hãy nhớ. Nhớ là... Thầy. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy. Thầy ơi. Thầy ơi thầy. Thầy tỉnh lại đi thầy ơi. Thầy ơi thầy. Thầy đừng bỏ tụi con mà thầy. Thầy tỉnh lại đi mà thầy. Lão thay đổi
có ba pho sách mà dám nói một pho hả? Nhưng mà cuối cùng cũng vì ta mà tức chết. Còn hai tụi bay, hai con kỳ đà, bây giờ tụi bay cũng sẽ chết. Dám giả trai đi thi hả? Tụi bay tự chui đầu vào rõ rồi. Ta đứng thứ tư trong bảng. Ta cũng có tên ta nữa kìa. Kìa đậu rồi. Đậu rồi. Xin về báo cho mẹ tao biết. Đi đi. Còn cậu đi sao? Không có tên ta. Thôi đi đi. Mình đậu rồi anh ơi. Em với anh đều đậu. Anh đứng nhất bảng luôn đó. Anh nghĩ thầy giữ chính suối chắc sẽ vui lắm. Để xem tụi bay vui mừng được bao lâu. Năm nay số lượng đầu đông quá. Dạ. Thôi, mình đi về thắp nhang báo cho thầy vui đi. Dạ. Hai người hãy khoan đi. Có phải hai người tên Lễ Nghĩa phải không? Dạ đúng rồi. Ông là ai? Tôi là Quan Khảo Thi. Và cũng là học trò cũ của thầy năm xưa. Như vậy là sư huynh rồi. Hai người có tên trong bảng vàng kỳ thi này có đúng không? Dạ đúng rồi. Hiện nay có người tâu với vua trong bảng vàng, có người giả trai trà trộn để đi thi. Tội ấy là khi quân sẽ bị xử trảm. Nên ta hãy tin báo cho các người biết điều đó. Chết rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả sư huynh? Giờ hãy trốn đi. Đến khi Minh Quân lên làm vua rồi trở về kinh nhậm chức để cứu nước cứu dân. Xin đa tạ sư huynh, ơn cứu mạng này không biết lấy chi đền đáp. Thôi đi lẹ đi, kẻ không kịp đâu. Dạ. Dạ. Chào thầy. Thầy khỏe không thầy? Con đem rượu đến cho thầy nè. Thầy uống đi. Uống miệng nha. Nằm ở đây vui không thầy? Vui không? Vui phải không? Xanh cỏ mà. Báo cho thầy một tin vui. Vui lắm luôn. Hai đứa học trò cưng của thầy nó đậu rồi. Đứa thứ nhất, đứa đứng nhì. Thầy vui không? Vui ha. Vui uống với con một chút xíu nữa. Ở nghe. Còn cái này còn vui hơn nữa nè. Tụi nó sắp bị triều đình xử trảm rồi. Chém đầu đó. Đáng sao xử trảm? Phạm tội khi quân. Khi quân phạm thượng. Giả trai như thi mà. Này, ai là người báo cho vua biết chuyện này? Là con nè. Là con nè. Ai kêu thương hai tụi nó làm chi? Bây giờ hai tụi nó có tới được thăm thầy đâu, đúng không? Chỉ có mình tôi thôi, tụi tới thăm thầy thôi. Thầy hiểu không? Thế nào hai tụi nó cũng sẽ bị biêu đầu cho thầy coi.
Đó, thấy chưa? Thấy ông trời chưa? Ông trời cũng khóc nữa. Thế nào hai tụi nó đến đây và nằm chung với thầy, thầy biết không? Thầy biết không? Hả? Hả? Xin chào các con. Thầy muốn biết tụi con tên gì có được không? Con tên là gì? Con tên là Nguyễn Thành Danh. Ừ. Còn con? Con tên là Lê Thị. Còn con? Dạ, con tên là Trần Bình Khương. Trước khi tụi con nhập môn thì thầy muốn dạy tụi con đôi điều. Tụi con sẽ cố gắng học thiệt là giỏi, thiệt là ngoan, và cùng nhau học thiệt là tốt, thiệt là giỏi. Thầy sẽ truyền dạy cho tất cả những gì mà thầy biết được cho tụi con biết những cái chữ. Tụi con có chịu không? Chịu. Trước khi tụi con nhập môn thì thầy có một cái món gửi cho tất cả các con. Đây là những con ốc. Tụi con nên nhớ, bây giờ nó là màu trắng. Khi tụi con học, tụi con học thật là giỏi, thiệt là ngoan, thì con ốc này nó sẽ đổi màu. Còn nếu như con học dở, con lười biếng, con không chăm chỉ, thì con ốc này nó chuyển màu đen. Tụi con nhớ chưa? Sau khi trốn khỏi sự truy đuổi của quan quân, Lễ Nghĩa dìu dắt nhau đi lánh nạn ở một nơi hẻo lánh, rồi họ trở thành vợ chồng, sống bên nhau rất đầm ấm và hạnh phúc. Một thời gian sau, khi tên vua gian ác bị nhân dân lật đổ, thì một vị vua tốt lại lên ngôi, cho người đi tìm và mời hai vợ chồng Lễ Nghĩa về cung tham gia triều chính, nhưng họ đã từ chối. Nhớ lại lời dặn của thầy năm xưa, vợ chồng Lễ Nghĩa nối nghiệp thầy dạy học, đào tạo ra rất nhiều học trò có tài có đức cho đất nước. Đến khi vợ chồng Lễ Nghĩa chết đi, từ mộ của họ mọc lên hai cây lạ. Khi cây kết quả thì cho trái hình thù giống như hình con ốc roi ngày nào. Cây ở mộ của Nghĩa cho trái màu hồng, còn cây ở mộ của Lễ cho trái màu trắng. Ban đầu dân gian vẫn gọi là trái quả ốc roi, dần già chỉ gọi là quả roi cho đến ngày nay. Vợ ơi, anh đi làm về rồi nè. Dạ, chờ em một chút. Ra đây, ra đây, anh có chuyện này hay lắm muốn nói cho em biết nè. Thank you.
quá. Điệu này hay lắm. Điệu mới hả anh? Em ngồi xuống đây. Cái điệu này á là anh mới tập để sắp tới đi thi trong hội làng mình đó. Em nghe thấy hay không? Dạ hay. Nhưng mà anh đi thi hội gì? Là hội trong làng mình tổ chức đó. Nghe nói á, lần này tổ chức lớn lắm. Anh còn nghe thêm á, là nghe đâu có mấy tay sáo làng bên cũng về dự nữa. Cho nên anh phải tập thật là nhiều để cho nó nhuần nhuyễn. Tập gì á thì tập, nhưng mà anh mới vừa đi làm về, anh phải nghỉ ngơi, phải ăn uống cái đã chứ. Anh đó cứ rảnh tay á là tập thổi sáo, riết rồi anh quên vợ của anh luôn. Nè, vợ anh á vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như vậy, làm sao mà anh quên được chứ. Thiệt không? Thiệt. Vậy thì đưa cây sáo này cho em. Em vào trong em sẽ dọn cơm ra cho anh ăn ngay, không thôi nó nguội hết. Ăn xong rồi mới được thổi sáo, biết chưa? Biết rồi. Đây, cơm tết đây nè. Bữa nay á lại có canh vị gừng nữa ha. Chứ sao, em biết á là anh thích ăn canh có vị gừng, cho nên lúc nào mà nấu canh á em cũng cố tình bỏ vô vài lát gừng trong đó. Vợ anh thiệt là giỏi, đúng là biết cách chiều chồng nha. Nhưng mà anh cũng khác người thiệt đó. Anh biết sao không, canh gì á anh cũng thích bỏ gừng vô đó. Riết rồi á em cũng thích ăn canh có vị gừng giống anh luôn. Thì vậy vợ chồng mình mới tâm đầu ý hợp chứ, phải không nè? Phải. Thôi ăn cơm đi ông tướng. Ông tướng biết rồi. Ông tướng ăn cơm xong ông tướng sẽ thổi sáo cho vợ nghe nữa, chịu không? Dạ chịu. Chàng để chàng làm chồng ta, chàng sẽ thổi sáo cho ta nghe mỗi ngày, chứ không phải là người đàn bà kia. Ta không thể sống thiếu chàng thêm một ngày nào được. Tiếng vợ mình vậy ta. Ủa? Vợ sao vợ lại ở đây vậy? Thì em đợi anh về. Em nay kỳ nha, sao không ở nhà đợi anh mà lại ra đây đợi anh vậy? Thì em đợi coi anh đi thi thổi sáo có đoạt giải không. Chồng của em mà đi thi á thì tất nhiên là phải lấy giải rồi. Em đoán coi anh lấy giải gì. Em mà đoán đúng anh sẽ thưởng cho em. Để coi. Cây sáo mà được cột nơ đẹp như vậy á thì chắc chắn là anh đoạt giải nhất đúng không? Nè. Vợ của anh là đúng là thông minh, em đúng rồi đó. Vậy thì thưởng đi. Thưởng cho em hả? Ừ. Đây á là toàn bộ tiền thưởng mà anh đoạt giải có được đó, anh thưởng cho em. Không. Em muốn anh thưởng cái khác kìa. Thưởng cái gì? Nè, em bữa nay sao lạ lắm nha. Tự nhiên vậy là sao? Không hiểu hả? Vậy mà không hiểu hả? Là hung đó hả? Trời đất ơi, em bữa nay kỳ lắm nha. Đây là giữa đường giữa xá, tự nhiên cái đòi hung là sao? Làm gì mà chồng ngại, ai có cười thì mặc người ta. Em là vợ của anh, em có quyền chứ bộ. Nhưng mà đây là giữa đường không có được đâu, người ta thấy người ta dị nghị kỳ lắm thôi. Có gì đâu mà sợ.
Có gì đâu mà chồng sợ. Thôi thôi, đứng đây nói chuyện á, người ta thấy mệt lắm. Đi về nhà đi, rồi nói chuyện sau, nghe không? Đi, mà đi thôi. Lẹ đi em. Rồi, em tới liền. Đi nhanh đi em. Từ từ, làm cái gì mà gấp dữ vậy? Em có biết không, lúc anh lên trên đó thi á, cũng có rất là nhiều người thổi sáo hay giống như anh vậy đó. Nhưng mà chồng em là giỏi nhất đúng không? Ủa? Ủa? Cô lại, tại sao lại trong nhà của tôi? Mà tại sao cô lại giống vợ tôi đến như vậy? Em là Lý, em là vợ của anh mà. Còn cô? Cô là ai? Tại sao cô giống tôi như hệt vậy? Tại sao, tại sao lại có hai người giống nhau y chang như vậy? Sao tôi không hiểu chuyện gì hết vậy? Có gì đâu mà anh không hiểu. Cô ta là giả đó. Giả là sao? Làm sao mà giả được? Sao lại không được? Chắc cô ta là yêu tinh biến hình. Anh đuổi cô ta đi đi. Cô nói ai là yêu tinh? Cô mới chính là yêu tinh trá hình đó. Anh ơi, em mới là Lý, là vợ của anh. Anh bị cô ta lừa rồi. Anh đuổi cổ đi đi. Cô mới là người phải đi thì có. Đây là chồng của tôi. Cô là cái thứ gì biến hình ra? Tại sao cô vào đây gạt chồng tôi chứ? Thôi, thôi, đủ rồi. Tự nhiên xuất hiện hai người y hệt nhau, làm sao tôi biết ai là vợ của tôi? Chuyện này muốn rõ trắng đen chứ gì. Tôi sẽ báo quan. Em mới là vợ của anh. Anh nhìn cho kỹ đi. Cô cướp chồng tôi thì có. Cô cướp chồng tôi. Cô cướp chồng tôi. Ta đã lấy lời khai đầy đủ ở các bên và thu thập một số tình tiết. Nhưng vụ án này rất là kỳ lạ, ta chưa từng gặp bao giờ. Nhưng không sao, ta sẽ có cách tìm ra chân tướng của nó. Các người hãy xem ta xử án. Đến. Dạ. Bịt bắt hai người này lại. Dạ bẩm quan lớn, tại sao lại bịt mắt họ lại à? Ngươi cứ yên tâm, đây là cách xử án của ta. Bịt cho kín vào, đừng để cho họ nhìn thấy. Còn ngươi, dạ, cởi áo ra. Những người đàn ông ở đây, ai có thể cho ta mượn áo được không? Chỉ cần hai người thôi. Đi. Hai anh kia cho mượn áo đi. Được. Người đó, ừ. Cởi ra đi. Cởi ra luôn. Trong ba cái áo này sẽ có mùi của người chồng. Ta sẽ đưa cho hai người gửi. Nếu các ngươi phát hiện ra cái áo nào có mùi của chồng mình thì gật đầu. Còn nếu không phải thì lắc đầu. Tuyệt đối không được nói gì hết. Rõ chưa? Lính. Im lặng. Như vậy là
hai người đã nhận ra mùi của chồng mình. Nhưng rất tiếc, ở đây có sự trùng hợp là hai người cùng nhận ra cùng một chiếc áo. Vì vậy, ta chưa thể xác định được ai giả ai thật. Cho nên ta sẽ có cách khác. Đến. Ở đây có 3 bát canh. Mỗi bát có mùi vị khác nhau. Bây giờ ta đưa cho hai người nếm thử. Nếu bát nào có vị mà chồng các ngươi thích thì hãy gật đầu, còn không thích thì lắc đầu. Tuyệt đối không được nói gì hết. Rõ chưa? Linh, cho nếm thử. Có sự trùng hợp nữa rồi. Ngươi đếm thử và cho ta biết đây có phải là gì mà ngươi thích không? Dạ bẩm quan, đúng là đây là vị canh mà vợ con nấu cho con ăn mỗi ngày và con rất thích ạ. Trong này có vị gì? Dạ vị gừng. Đúng là có vị gừng. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Tất cả im lặng. Hôm nay vụ xét xử đến đây là tạm dừng. Ngày mai mời mọi người ra đầu làng để xem ta xử tiếp. Các ngươi nghe đây, ta sẽ phất cờ này. Đằng xa kia sẽ có một người đàn ông đi ra. Nếu ai nhận lên chồng mình thì hãy gọi lại. Ta sẽ phất 3 lần, sẽ có 3 người đàn ông xuất hiện. Tất cả chú ý đây. Người đầu tiên, bắt đầu. Đứng đó, nhìn cho kỹ đi. Sao? Có phải chồng ngươi không? Còn ngươi? Vậy thì ta sẽ cho người thứ hai. Vô. Người thứ hai, bắt đầu. Đứng đó. Còn ngươi? Được. Vậy thì ta sẽ gọi người thứ ba. Nhìn cho kỹ nha. Lão quan huyện này thiệt là phiền phức. Tổng cộng có 3 người. 2 người đã đi ra không phải là chàng, thì người cuối cùng đi ra đích thị phải là chàng rồi. Như vậy mà lão cũng bài trò cho được. Phen này lão thua ta chắc rồi. Chàng đi ra là ta sẽ gọi ngay. Chàng chắc chắn sẽ thuộc về ta.
Còn ngươi, có phải chồng ngươi không? Bẩm quan, đó không phải là chồng tôi. Sao ngươi biết? Bẩm quan, vì nếu là chồng tôi thì dù cách xa mấy trăm dặm nghìn dặm tôi vẫn nhận ra. Được rồi, lại đây. Sao? Đây có phải là chồng ngươi không? Vậy còn ngươi, đây có phải là chồng ngươi không? Dạ không. Vậy sao lúc nãy á, ngươi dám nhận là chồng của ngươi? Dạ bẩm quan, tại lúc nãy ở xa quá cho nên con nhìn nhầm. Như vậy là giả tạo. Ngươi đã gian dối, dám nhận chồng người khác là chồng của mình. Tội của ngươi phải bị trừng phạt. Bẩm quan. Lính đâu? Bắt cả được quy xuống, đánh trả 50 heo cho ta. Đừng khoan. Dạ khoan. Dạ mong quan đèn trời soi xét. Như con đã nói, lúc nãy ở xa quá cho nên con mới nhìn nhầm, chứ con không dám qua mặt quan đâu. Thôi được, ta sẽ cho cư thử một lần nữa gần hơn. Còn chàng ơi, đứng im, khi nào ta hỏi mới được nói. Mọi người ra. Hai người hãy nhìn kỹ trong đám đông kia, ai là chồng của ngươi, mặc áo màu gì, nói cho ta biết. Vậy còn ngươi, trong đám đông kia, ai là chồng của ngươi, mặc áo màu gì? Dạ bẩm quan, chồng của con mặc áo màu xanh không thể sai được. Dù xa trăm dặm nghìn dặm con vẫn có thể nhìn ra. Vậy thì đã rõ, ai thật ai giả mọi người đều biết. Lính đâu? Lôi cỏ ở đây đánh giả 100 heo cho ta. Dạ bẩm quan, xin quan tha tội, xin quan tha tội. Chẳng qua là con quá say mê tiếng sáo của chàng cho nên con mới dám cả gan giả dạng làm vợ của chàng để mong được ở bên chàng. Mong quan tha tội, con không dám làm vậy nữa đâu. Thì ra là vậy. Nhưng ngươi là ai, từ đâu đến, làm sao có thể giả dạng giống vợ người khác như vậy? Dạ bẩm quan lớn, con vốn là một con rắn tu luyện hơn 500 năm nên có thể biến hóa thành bất cứ ai. Ngay cả quan huyện con cũng có thể biến thành. Từ lúc con đến sống trong nhà của chàng, hằng ngày được nghe chàng thổi sáo, con đem lòng ngưỡng mộ và yêu chàng. Vì vậy tôi mới giả dạng làm vợ của chàng để được sống bên chàng. Ôi, vậy là một con rắn độc nè, nó mới có tài biến hóa như vậy đó. Thôi được rồi, bây giờ ta hỏi ngươi phải trả lời thành thật. Hôm qua khi ta xử ở đình, ngươi làm cách nào mà qua mặt được ta, nói cho ta biết. Thưa quan lớn, bởi vì mắt của tôi có thể nhìn xuyên thấu qua vải, tôi đã khai thiệt hết rồi. Xin quan lớn tha tội, tôi thề tôi không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Thôi được, kể ra ngươi cũng là kẻ đáng thương, nhưng luật là luật, phải phạt, không thể bỏ qua được. Lẽ ra tội của ngươi phải chịu 100 heo, nhưng xét thấy tình và lý, ta giảm nhẹ còn 50 heo. Nhưng nhớ, sau khi ta trừng phạt xong phải tu tỉnh, không được đi hại người khác nữa, rõ chưa? Lính, đánh 50 heo cho ta. À. À. À.
Ôi, tiếng thằng rắn là kìa, nó bỏ kìa. Cẩn thận vậy. Mình đã tạo quan lớn đi em. Dạ thưa quan lớn, xin đa tạ quan lớn. Nhờ có quan lớn ra tay mà vợ chồng con mới được xung hợp. Ơn nghĩa này con không biết đến bao giờ mới đền đáp được. Được không? Hai người đứng lên đi. Không cần phải đáp ơn nghĩa gì hết. Hai người cứ về nhà đi. Bởi vì ta cũng là người trong làng này. Ta chỉ mong sao từ đây trở về sau, trong làng này có lễ hội gì, chỉ cần người tới thổi sáo cho dân làng nghe, vậy là đã trả lễ cho ta rồi. Đứng lên đi, đứng lên. Dạ, đa tạ quan lớn. Em nè, quan huyện đúng là một người tốt bụng, lại tài giỏi nữa. Nếu mà không nhờ quan huyện ra tay thì khó lòng nào vợ chồng mình lại sống hạnh phúc bên nhau, có phải không em? Dạ phải. Nếu mà không nhờ quan huyện ra tay xử án giùm chúng ta thì bây giờ chắc là vợ chồng mình khó lòng mà sống yên ổn với nhau. Vợ nè, vợ chồng mình đang nói chuyện vui mà sao em lại buồn vậy? Anh à, mặc dù là quan huyện đã đuổi được cô gái đó đi rồi, nhưng mà chắc gì cô ta không quay lại phá rối chúng ta. Em thấy lo lắm. Em ơi, anh đã có cách rồi. Cách gì vậy? Anh nói em nghe đi. Sở dĩ xảy ra chuyện vừa rồi là do cô gái rắn đó mê tiếng sáo của anh. Như vậy, chỉ cần anh không cần thổi sáo nữa thì cổ sẽ không theo phá mình nữa đâu. Anh đã quyết định rồi. Như vậy á, anh sẽ hủy cây sáo này đi. Đừng mà anh. Không được. Anh rất mê thổi sáo, nó như là một báu vật của anh vậy. Em nỡ lòng nào để cho anh hủy nó chứ. Nhẹ gì hết. Anh nghe lời em, cây sáo này nhất định anh phải giữ lại nó, để anh còn thổi sáo cho em và bà con lối xóm mình cùng nghe nữa chứ. Chắc là do em cả nghĩ quá thôi, chứ cô gái rắn đó sẽ không quay lại nữa đâu. Hả? Trời cũng sắp tối rồi, mình vô nghỉ đi anh. Ta không lấy được chàng làm chồng thì ta cũng quyết không để chàng thuộc về người khác. Được rồi, hận này ta quyết phải trả. Chàng hãy chờ xem. Chồng chưa về nữa cả. Thank you.
ngươi lại về đây? Ta vẫn ở đây thì làm sao mà về được? Ngươi muốn gì? Ta muốn gì thì ngươi cũng biết rồi mà, đâu cần phải hỏi. Ta không có được chàng làm chồng. Về rồi nè. Vợ ơi, em bị sao vậy? Vợ ơi, tỉnh lại đi vợ. Em bị sao vậy nè? Báo bà con ơi, cứu vợ tôi với. Vậy em ơi. Gì vậy? Ủa vụ gì vậy? Chuyện gì vậy? Ủa vợ sao vậy? Không biết. Vô ít thôi. Vợ cậu đã tắt thở rồi. Cái gì? Nhìn sắc mặt của cậu là tao đoán cậu bị trúng độc của con rắn độc rồi đó. Cái gì? Chúng độc con rắn hả? Giờ ơi, giờ tỉnh lại đi giờ ơi, giờ đừng bỏ anh. Ở đây là chuyện thiệt chứ không ai đâu. Mọi người, đi tìm đó. Đập chết nó đi. Đi. Ơi. Đúng rồi đó, đi. Đi tìm con rắn hả? Lên, 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 lên. Đừng có bỏ anh mà giờ ơi. Giờ tỉnh lại đi giờ. Giờ ơi. Lúc vợ còn sống, vợ nói là vợ nghe tiếng sáo của chồng. Hôm nay chồng sẽ thổi sáo cho vợ nghe nữa nha. Ta tới để thăm anh thôi. Dạ, dạ con mời quan ngồi. Nhà con ẩm thấp, quan đừng chê. Anh đừng có khách sáo, cứ để ta đứng ngoài này được rồi. Nè, đây có phải là cái cây lạ mọc nơi mà vợ anh chết không? Dạ bẩm quan lớn, đúng là như vậy. Vợ của con sau khi bị con rắn tinh hại chết thì ngay chỗ vợ con ngã xuống, hôm sau lại bỗng mọc lên một loại cây lạ. Đặc điểm là cây này lớn rất nhanh. Chính vì vậy con đã làm một cái giàn để dây leo. Vì thương nhớ vợ con nên mỗi ngày con đều ra đây tưới cây và chăm bón rất kỹ. Qua chuyện của vợ chồng anh, ta rất là ái nái. Ta tiếc là ta không đủ tài sức để bắt con yêu tin cái đền tội. Dạ bẩm quan lớn, xin quan lớn đừng nhọc lòng. Ồ, cái cây này hoa rất đẹp, mùi thơm rất là dịu ngọt. Nè, anh có đặt tên nó là gì chưa? Dạ bẩm quan lớn, vì hằng ngày thương nhớ vợ con
Cho nên con đã lấy tên vợ của con đặt cho loài cây này ạ. Ta nhớ mãi cái câu của vợ anh. Dù có phải đứng cách xa chồng hàng trăm hàng ngàn dặm, vẫn có thể nhận ra được là chồng mình. Vợ của anh tên là Lý. Ta có thể đặt thêm chữ Thiên để tưởng nhớ đến lòng chung thủy của vợ anh. Người có thể đứng từ xa mà nhận ra chồng mình. Anh thấy có được không? Dạ, con xin nghe lời quan dạy. Vậy từ nay ta đặt cây này tên là Thiên Lý. Ồ, hay quá. Tên Thiên Lý đẹp quá ha. Tên hay quá trời luôn.